đến hơn 1 tỷ đồng một năm. Vinh dự đối với tỉnh Hưng Yên trong năm vừa qua, có anh Ngô Đức Thắng, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 và anh Nguyễn Văn Thế, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu được vinh danh là một trong 53 nhà khoa học của nông dân. Và các cấp hội nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ giúp đỡ cho 1.500 hộ thoát nghèo. Thời tiết chuyển mùa xuân hè khiến nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó đáng chú ý là bệnh cúm. Ghi nhận tại khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, thời điểm này số trẻ điều trị nội trú vì bệnh cúm dao động trong khoảng 20 đến 30 bệnh nhân, chiếm 40% bệnh nhân của khoa. Trong đó chủ yếu trẻ mắc cúm A, triệu chứng của bệnh là sốt rất cao 39 đến 40 độ. Mũi, đau họng, buồn. Sau cúm, tuy nhiên từ đầu năm điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở ngành tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư cũng như ý kiến người dân huyện đảo Lý Sơn. Được biết, biểu tượng chính của khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa sẽ là một tổ hợp tượng đài gồm khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa và khu tượng đài người mẹ. Ý tưởng về khu tưởng niệm thuộc loại hình nghệ thuật ý tại ngôn ngoại nên không sử dụng tượng đài.